Hi, chào mọi người. Hôm nay Điện Thông minh TP sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái sản phẩm đó là báo động hồng ngoại. Thì thường mọi người họ gọi là cái chống trộm. Thì cái thiết bị này thì nó dùng điện 220 và có một cái ngõ ra để chúng ta lắp thêm đèn, còi phụ, vì cái bản chất của cái báo trộm này bên trong nó đã có một cái còi, là khi mà có người đi ngang qua thì còi ở trong nó sẽ tự hú, và sau khoảng thời gian chúng ta chỉnh từ 10 giây tới khoảng 10 phút thì khi người rời khỏi thì nó sẽ tự tắt. Thì đây mình sẽ mở cái hộp ra và hướng dẫn cho mọi người cái cách đấu nối và sử dụng thiết bị như thế nào. Trên đây này nó có ghi các thông số này, góc quét của nó là góc quét ngang là 120 độ, góc quét dọc là 30 độ. Thôi, trên đây mình sẽ mở ra mình giới thiệu luôn, rồi mình hướng dẫn cách lắp. Đây, trên đây là sản phẩm, bộ sản phẩm của mình này nó sẽ có đi kèm là ba thiết bị. Đây, thiết bị chính của nó là một cái báo động hồng ngoại, đây là cái chính. Cái thứ hai đó là cái chân đế này để chúng ta lắp lên tường. Cái chân đế này là quay 360 độ, nó quay tròn được và lên xuống đó. Đây là cái bộ vít để chúng ta bắt cố định cái chân đế này vô tường, vô cái vật gì, gỗ hay gì, cái vị trí chúng ta cần lắp. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp. Thì đây mình sẽ khui ra cái vị trí tắc kê này. Thì đây mình demo sẵn lên, bắt lên một tấm gỗ. Thì đây chúng ta demo sẵn bắt lên tấm gỗ, thì đây vít này mình sẽ bắn vô trong tường. Rồi, mình đã cố định xong. Chúng ta có thể bắt một tới hai con, vì cái này cũng nhẹ nên cũng có thể là bắt một con cũng được. Cũng không nhất thiết là phải hai con. Rồi. Xong chúng ta tiến hành nhìn qua phía sau của thiết bị. Thì thiết bị phía sau nó sẽ có bốn cái ngõ là 1 2 3 4. Thì cái ngõ 1 2 là tức cái ngõ out ra để bắt đèn. 3 4 là tức là cái ngõ này cấp điện 220 này, mình để ý trên sơ đồ này là nó cái hình phía cắm này, in này là cấp điện 220 vào. Và đây là cái nút nhấn này để tắt mở cái loa speaker ở trong đây. Đây mình sẽ tiến hành đấu nối. Đây thì mình chuẩn bị một cái sợi dây sẵn rồi. Thì ví dụ như nhà mình xài mấy mét từ ổ cắm lên thiết bị thì mình mua mấy mét. Thì cái dây này chú ý khi mình tuốt ra thì mình cũng không nên tuốt quá dài. Thì tuốt chúng ta canh sao mà tuốt vừa đủ để chúng ta đút vào hai cái lỗ này này, là cái dây này. Đó. Cái phần nhựa nó sẽ nằm sát ở trong cái phần domino màu xanh này này, để tránh trường hợp mà ví dụ như chúng ta tuốt quá dài cái điện nó lò ra như này, chúng ta sẽ quẹt làm sẽ cháy hư hỏng thiết bị và mất an toàn về điện. Rồi bây giờ mình sẽ đút vô sát vô phía trong, rồi bắt đầu mình dùng một cái vít thử điện mình vặn nó lại. Đây mình tiến hành cố định một chân trước. Rồi, cái chân số 2 mình cũng bắt đầu mình cố định vô. Rồi. Ở đây thì có cái ngõ ra thì mình sẽ tiến hành mình lắp cái bóng đèn vô luôn. Còn mọi người ai không dùng thì không cần lắp, hoặc còi phụ gì đó. Thì cái ngõ ra này này nó xài cũng được tầm khoảng 100W cho thiết bị. Thì ai không xài thì cũng không không cần lắp. Ví dụ như nhiều người muốn bật thêm một cái đèn nữa, vừa sáng còi vừa bật đèn và dắt đi. Rồi, bây giờ đây, cái sản phẩm mình đã đấu xong rồi. Mọi người nên đấu xong rồi, mọi người vượt trượt lại thử coi thử cái độ chắc chắn nó có chưa. Còn cái nút này là cái loa, để tắt mở loa nhắn vô là tức là cái loa này bên trong nó sẽ kêu nha. Nếu nếu mọi người mà khi mà quá trình mình cắm điện vô mà mình thấy cái đèn này nó tắt xuống mà cái loa nó không kêu thì mọi người kiểm tra cái nút ở sau mình nhấn vô chưa, nhấn vô kêu, còn mình nhấn bung ra là nó tắt loa. Rồi bây giờ mình tiến hành mình lắp. Đây trên đây thì nó có một cái gàm này, bắt đầu mình gài lên đây.
Rồi, mình gài lên đây là xong rồi. Mình sẽ hiệu chỉnh nó. Ví dụ như mình chỉnh này đây. Rồi, bây giờ mình tiến hành cấp điện. Đó, khi mình cấp điện là mình sẽ thấy là thiết bị bây giờ là đèn sẽ sáng này. Khi mà sáng, khi mình vừa cấp điện vô thì thiết bị báo trộm nó sẽ có một thời gian chờ khoảng tầm 10 đến 30 giây thì có người đi ngang qua thì nó sẽ hú. Thì cái thời gian chờ này ý nghĩa của nó là khi người ta rời khỏi cấp điện vô và rời khỏi vùng quét thì một chập nó mới hú. Đó. Rồi, hiện nay mình sẽ tắt loa này. Đó, mình tắt loa đó, hiện tại là báo trộm đang bật và đèn sáng á. Đó. Đó, báo trộm rất là nhạy, mình qua tay này. Đó, báo trộm rất là nhạy. Báo trộm này mà thêm khoảng mát thì nó khoảng 8 tới 10 mét, có thể là tới 12 mét vì thời tiết mát. Vì cái bản chất của hồng ngoại ấy, thì mọi người cũng biết là khi mà trời mát ấy, thì cái khoảng cách nó sẽ xa hơn cái điều kiện mà trời nắng. Nắng thì hồng ngoại nó sẽ giảm xuống. Đó, thì bây giờ ví dụ như mình nó rất là nhạy. Bây giờ là trên đây mình sẽ chỉnh cách hướng dẫn chỉnh này. Đây là cái nhạy, cái chỉnh cái độ nhạy của cái cảm ứng này. Tốc độ nhạy nè, ví dụ như cái mình lắp ở ngoài trời một cái vùng mà cây cối nhiều á, mình muốn cái độ nhạy nó giảm xuống để tránh báo giả, thì cái này mình dùng cái bút thử điện mình vặn vặn nó về ngược chiều kim đồng hồ. Trên đây nó sẽ có chữ sen và dấu trừ, còn time này là cái thời gian trễ là hú lâu tắt hay nhanh tắt khi con người rời khỏi vùng quét, thì ở đây tôi để thời gian min nhất cho nó nhanh tắt. Rồi bây giờ tôi sẽ quay nó vô phía trong tường này đó, để cho cái độ nhạy nó giảm xuống bớt. Đó, hiện tại là nó cũng rất là nhạy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người một cái cách để hạn chế. Hiện tại là cái báo trộm này nó đang bật nha, do cái loa sao tôi không tắt cái để nó ồn. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình hạn chế được cái vấn đề mà cấp quét cho nó nhỏ lại, để tránh hạn chế báo giả ở những cái vùng mà chúng ta cần cái vùng quét hẹp thôi. Thì ở đây cái góc quét này nó tới 120 độ theo hình cánh quạt xè ra, nó sẽ ra đi ra như vậy này. Thì đó, thì góc quét nó tương đối lớn. Thì một số nơi thì chúng ta cần cái góc quét nó nhỏ thôi. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn đây cái cách. Đây mình sẽ dùng một cái cuộn bằng keo này, mình sẽ canh từ đây này xuống đây bao nhiêu, mình sẽ cắt nó ra. Mình sẽ cắt cái giờ này, mình dùng kéo mình cắt. Đây, mình sẽ dán lên cái vùng miệng này, dán lên cái cửa sổ con mắt đó. Nói chung là mình cắt sao mà nó vừa cho nó đẹp. Rồi, đây, rồi trên đây. Mình cũng đo từ đây xuống này. Đây, mình sẽ hạn chế lại cái góc quét đó, cho nó hẹp lại. Nó sẽ đi ra 120 thì nó giảm xuống. Cái góc quét nó nhỏ lại thì cái độ mức độ tập trung nó ít có báo giả hơn khi mà cái góc quét nó lớn. Thì đây ví dụ như mình sẽ quay qua đây đó, thì cái hiện tại thì nó đang nhìn qua bên hướng kia. Đây mình sẽ dán thêm một cái miếng cho cái vùng cực kỳ nhỏ lại. Cái này thì khi mọi người làm thì lấy cái kéo cắt cho nó đẹp. Đó. Cái góc quét lúc này nó rất là hẹp. Đó, mọi người thấy này, tôi quơ tay bên đây là nó sẽ không báo nữa này. Nó sẽ không báo. Mà mình quơ qua bên đây là nó sẽ báo này. Đó, cái tay tôi quơ bên đây là nó sẽ báo này. Còn mình quơ bên đây là cái vùng quét nó sẽ hẹp lại. Thì cái này nó cũng một cách rất là hiệu quả để tránh cái trường hợp báo giả. Khi mà ví dụ như cái vùng nó rộng quá thì nó sẽ quét những cái vật, ví dụ như mình sẽ quét, nó quét nhiều hơn thì nó gây ra cái hiện tượng báo giả cho mình. Đây, tôi quơ tay bên đây nó không báo này, nhưng quơ tay bên đây là nó báo này. Đó, em biết rất là nhạy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật cái còi nó lên này. Mình tắt cái loa đi, nó ồn quá. Để bật đèn thôi. Đó, khi lắp thì mọi người chú ý là đừng, ví dụ như mình lắp vừa tầm khoảng ngang vai mình thôi, không nên lắp cao quá.
Ví dụ như cái nhà của mình ấy, nó có hai hướng, ví dụ như bên đây là một vách tường, bên đây thì mình lắp cái hướng bên này hướng nhìn qua bên kia, là ví dụ như bên đây là một cái vách tường của nhà mình nữa, ví dụ như bên đây là một bên đây ví dụ như cái bức tường đây, bên đây là một cái vách tường của nhà mình đây, thì mình sẽ lắp từ hướng bên đây nhìn qua nhà bên đây, thì cái này như nhà mình là khoảng 5 tới 7 mét gì đó, thì mình nhìn qua bên đây, thì cái cách mình để hạn chế báo giá là mình dán cái vùng quét cho nó hẹp lại để cho nó ít báo, để nó thành một cái luồng thẳng, còn cái thành cánh quạt thì nó đi ra đây thì người ta đi ngoài đường tuốt ngồi vỉa hè nó cũng báo, thì mình lắp hướng này nhìn qua thì khi có người đi ngang vô thì nó sẽ báo đây đó, mình quơ ở trước đây nó không báo này, mình đi vô này nó sẽ báo này đó. Rồi ví dụ như nhà chó mèo thì mình không nên quay xuống sát mặt đất, mình quay khoảng cách cao hơn, ví dụ như mình chỉnh cho cái này nó cao lên xíu, không sát mặt đất thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng chó mèo chuột đồ bò nó hú. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người sử dụng sản phẩm hiệu quả. Thì trong quá trình sử dụng đó thì có người thắc mắc gì thì cứ liên hệ của số điện thoại của công ty TB. Rồi khi mọi người có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì cũng liên hệ với số điện thoại của công ty TB ở phía dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người sử dụng sản phẩm hiệu quả.